Như vậy á, thì người ta mới thấy á, là mà thầy gặp nhiều trường hợp nữa. Rồi như ví dụ cô mà ngồi dấp nè, niệm Phật, niệm Phật xong con cháu la quá trời luôn chết đó, cô quay lại. Cô quay lại mới, cô làm cổ á, niệm Phật xong á, trên có phan, có lộng chư thiên Bồ Tát rải qua quá trời, cô bay lên dưới này con cháu khóc quá, cô quay lại. Quay lại mất ngày rưỡi đó. Một ngày rưỡi rồi. Mới vừa bay xẹt lên quay lại mất ngày rưỡi. Gọi đồng cổ mới điện thoại cho thầy nè. Cổ kêu á là bây giờ á là thầy đâu giảng, nói lại là cổ á là niệm Phật giảng sanh thật sự á, nên kêu người đời niệm Phật đi. Thầy lại thầy đâu biết đâu nói. Cổ la bây giờ á thầy cứ nói y lại lời của con thôi, con chuyển lời lên là con nói chứ không phải thầy nói. Nói dùm thôi. Đó, thầy đi đâu thầy nói câu chuyện đó đó. Rồi cổ nói xong dặn con cháu xong nằm xuống đi cái rét. Niệm Phật đó. Thấy vậy có nhiệm màu không?